có chỗ Đức Phật nói rằng có chuyện này xảy ra dầu cho người làm thiện nhiều nhưng cần tư nghiệp xấu ác sẽ tái sanh vào cảnh khổ hoặc cõi dữ cũng có chỗ Đức Phật nói rằng khi cái chết xảy đến thì giống như cái cây nghiêng cái cây nghiêng về bên nào nhiều hơn thì khi ngã nó sẽ đổ về bên ấy ý ám chỉ rằng người có thiện nghiệp nhiều sẽ tái sanh làm vào cõi lành không biết con có nhớ sai lời phật không và con phải hiểu câu nói này của đức phật như thế nào cho đúng nó có hai trường hợp tử vong thứ nhất là họ có cận tử nghiệp và thứ hai là không có cận tử nghiệp Nhớ dùm cái này nhé, Cái người mà có cận tử nghiệp á Thì cận tử nghiệp của họ như thế nào Và cái cách giải quyết của họ như thế nào Thì họ sẽ đi về cảnh giới tương ứng Ví dụ như một người cả đời làm thiện Nhưng mà có một cái sai sót nào đó Tới hồi cận tử băng khoăn rê đức Về cái sai lầm nhỏ của mình mà chưa có kịp xin lỗi sám hối thì vẫn đi địa ngục như thường đấy thì đó là đối với người có cận tử nghiệp thì tùy theo cái cận tử nghiệp của họ và cái cách giải quyết cận tử nghiệp đó như thế nào mà họ sẽ tái sanh vào cảnh giới tương ứng cái thứ hai là trường hợp không có cận tử nghiệp tức là trường hợp chết bất đắc kỳ tử À, ví dụ như à, một, à, một người mình đang đi ngoài đường Bất thình lình mình gặp tai nạn giao thông à, Mình chết ngay lập tức Mình chết ngay lập tức à, Thì khi đó mình không có cần tự nghiệp Nha? Hoặc là mình bị một cái tai nạn nào đó à, Ví dụ như à, mình bị xét đánh mà chết ngay lập tức à, Hoặc mình bị đá đè chết ngay lập tức Hoặc những trường hợp mà chết ngay lập tức như vậy đó thì nó không có cần tử nghiệp thì trong trường hợp không có cần tử nghiệp đó đó sẽ tùy theo cái thường cái nghiệp à, tức là gì à, bình thường á, mình hay làm cái nghiệp gì thì nó giống như cái cây nó nghiêng về bên nào khi đổ thì nó sẽ nghiêng về bên đó thường ngày mình làm cái nghiệp thiện nhiều hay ác nhiều thì khi mà mình chết bất đắc kỳ tử như vậy đó mình sẽ đi theo cảnh giới tương ứng nên cho nên là phải nhớ giùm hai trường hợp một là trường hợp có cần tử nghiệp và hai là trường hợp không có cần tử nghiệp